Sao bị sao mà cứ ngồi dưới đấy thế? Mẹ sao? Mẹ đây. Mẹ sao? À sao thế? Con Su bị sao đây? Sao lại nằm ở dưới đấy? À, đấy là Su Su bị ngã hả? Thế Su Su làm ngã đau bạn sàn nhà rồi. Sao con làm đau bạn sàn nhà rồi đấy? À, xếp hình ấy hả? Thế con mở tủ ra con lấy. Mở tủ ra con lấy xếp hình. Mẹ lấy hộ cho Su Su á hả? Hay là sao con? À, thế con khoanh tay ạ mẹ chưa? Giỏi quá. Mẹ lấy hộ mấy bộ được nhỉ? Một bộ à? Một bộ ạ. Ok nhá. Được không á? Một bộ nhá. Một bộ nhá. Hay hai bộ nhá. Lấy cho ai? Lấy cho bố kia nè. À, mẹ lấy cho Su Su nhá. Ok. Rồi. Mẹ không biết. Chắc là cậu Tiến lấy rồi. Thế mất thế nào rau này là rau gì con? Hình này hình gì con? Hình vuông. Hình vuông ở đây này. Hình tròn ở đâu? À thế à? Quả bí đỏ ở đâu? Bí đỏ ở đây nè. Đấy mà. Thế á, Su Su ghép cho mẹ với. Mẹ tưởng ở đây mà. Ở đây mà đúng còn gì nữa. À thế à, thế Su xếp lại giúp mẹ nhá. Mẹ không biết xếp á. Mẹ hư nhỉ. Mẹ không biết xếp gì hết. Su xếp cho mẹ đi. À ở đấy à con. Ồ thế mà mẹ không biết nhỉ. Cứ bình tĩnh con. Bình tĩnh. Con phải để xoay cái bảng ra. Đấy. Đó bình tĩnh mình mới xếp được chứ. Củ gì đấy con đang cầm củ gì đấy? À cà rốt à? Cà rốt ở đâu đấy? Xoay lại như thế luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Quả đấy quả gì? À, ăn quả cà chua luôn à? À ngược lại. Quả đấy quả gì nhỉ? À cà chua. Cà chua có ngon không con? Ế rau gì ạ? À? Măng gì? Măng tây. Bắp gì đấy? Chăm bô chơi chơi chơi.
củ gì đấy con? Củ đấy cơ mà, đấy là củ cà rốt à? Nhầm rồi, củ khoai gì nhỉ? Củ khoai tây. Đấy là cái gì đấy con? Ôi giời ơi, xoay lắm thế. Ngược rồi, con xoay lại. Không cần, con xoay cái miếng nữa là được mà. Cần gì phải xoay cả bảng. Dạo này cũng cảnh phết nhỉ. Con xếp đi, con xếp đi. Mẹ lại không biết xếp. Con khoai tây phải ở đấy không nhỉ? Lười đấy. Khoai tây kia mà không xếp bên đấy mà để ở đấy. Thế con ai ăn rau của Susu rồi? Hay là bố Kiên? Ai lấy mất rồi, bây giờ con phải báo chú cảnh sát chứ. Chú cảnh sát ơi, làm sao? Ai lấy ra mất rau của Susu rồi ạ? Cảnh sát điều tra cho cháu. Xem ai là người lấy rau của Susu. Chú gọi đi. Không biết, mà không biết chú cảnh sát, chỉ có Su biết chú cảnh sát thôi. Xếp số đi. Mẹ. Dạ. Mẹ bé. Mẹ bé để làm gì? Em đôi chờ. À, xếp nha, mẹ xin xếp nha. Em đã. Tròn. Tròn á, đấy là số 0. Bà ngoại ở đâu? Số 3 ở đâu? Số 8 này ở đâu? Số 5 cây. Đúng rồi. Số 1 này ở đâu? Cây. Đúng rồi. Xoay lại, con xoay số lại. Đúng rồi. Đúng xác. Số 3 này ở đâu? Số 3 ở đâu nhỉ? Cây. Số 3 ở đây. Cây. Đúng rồi. Số 2 này ở đâu con? 1 từ đến 2. 2 ở đâu nhỉ? Ừ. Đứng lên thế thôi, đừng ngồi. Đấy, số 2. Số 5 ở đâu? Đây. Số 5 ở đâu nhỉ? Đây. Đúng rồi. Số 6 ở đâu con? 6 ở đâu? Đây. Số 7 đâu? Đâu ở đây. Không phải, nhầm rồi. Đúng rồi. Số 9 này ở đâu? Số 9 ở đâu? 9 đâu nhỉ? Đây rồi. Đúng rồi, đây rồi. Số 4 này ở đâu con? Đây rồi. Chính xác. Số trừ này ở đâu con? Dấu cộng này ở đâu ta? Đây tôi. Đúng rồi. Ông ngoại.
lại này đâu. Cái đúng rồi. Hình chữ nhật này đâu. Cái đây. Cái bánh nhân này đâu. Chia là đâu? Đây rồi. Đây rồi, cái tim là đâu? Đây rồi. Đúng rồi, hình tam giác này là đâu? Đây rồi. Dê. Chúng mình hoàn thành nốt cái bảng củ quả nhá. Củ quả này, củ su hào này ở đâu? Không kìa. Su hào đâu nhỉ? Không đâu à. Không đâu ạ, à, đâu mà không đâu ạ, à, à con tìm lại xem. Đúng rồi. Ok, chị cầm gì đây? Cô Kim đang làm gì đấy á, mẹ cũng không biết nữa. Cô hỏi là bố Kim đang làm gì đấy? Bố Kim đang thở, bố xuống nhà, bố xuống công ty làm việc đây. Sư nhà ngoan nhé. Bố đang gì đây ạ? À, bố làm gì đấy á? Bố đang... Bố Kiên nha. Thầm bà bố Kiên đi rồi bố Kiên cái gì cũng được. Thầm. Thầm nhâm 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 nhâm. Thầm cái yêu thương đi. Dí vào mặt mà không nhâm. Thầm nhâm 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 nhâm. Cái đứa em gái. Lợi ích trước. Bố xấu hay đẹp quá. Bố đi ra đâu. Bố đi ra chứ phát. Nắm ở đâu? Đây rồi. Đây rồi. Bí đỏ đâu? Đây rồi. Đúng rồi. Ố, còn cả tím này đâu? Tím. Ố, ố, ai lấy rồi? Bố lấy cái gì rồi? Bố lấy cả tím của Su không này? Ôi, anh Kiên lấy cả tím của Su rồi. Lấy bảng khác nhá. Mẹ cất hai cái bảng này đi, mẹ lấy bảng khác, hai mẹ con mình xem tiếp nhé. Ok. Đây, bảng chữ nè. Su đổ ra đi. Đây mẹ lắp chữ vào này, chữ G nè. Chữ U nè đó bạn. Đây là đổ bảng luôn. Đi đổ ra. Đổ ra đi hai mẹ con mình lắp. Wow, nhiều thế. Dịch ở đây. Dịch đây mẹ với Su Su lắp nào. Rồi. Mẹ. Chữ O này đâu? Ngồi mẹ à? Chữ O ở đâu? Đúng rồi. Chữ Q này đâu? Đúng rồi. Chữ X gì đâu? Chữ X gì là tên mẹ này. Chữ T R tên Su Su này, tên Trang này. Ôi, con để ngược rồi. Đó. Con phải căn chỉnh cho đúng nhá. Chữ tờ đâu? Nhầm rồi. Tờ nó xanh cơ mà. Chạy. Đúng rồi. Chữ gì này đâu? Chạy. Đây rồi. Đây rồi. Chữ y này đâu ạ? À? Đây rồi. Chữ V này đâu con? Nhầm rồi. Đúng rồi. Chữ U này ở đâu nhỉ? U đâu ta? Đây rồi. Chữ H này đâu ta? Chữ H đâu nhỉ? Chữ H đâu nhỉ? Chữ nhìn kỹ lại xem. Chữ H màu vàng cơ mà. Đây, chính xác. Chữ P này đâu? Chữ P đấy. P đâu con? Đây rồi. Không phải, nhầm rồi đấy, chữ F. Đây chữ P cơ. Con nhìn kỹ lại đi. Chữ P là màu tím đấy. Con nhìn kỹ xem. Nó ở đâu?
nhìn khắp xem. Chơi vui à. Ừ, đây chữ F ở đây, F ở đây. Còn chữ P con đang cầm ở đâu? Nhìn kỹ xem nào, nhìn kỹ xem nào. P ở đâu? Chơi vui. Không phải. Xếp chữ khác đi. Chữ K đấy ở đâu? Chữ K ở đâu? Đúng rồi. Chữ chính xác, con rất nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi. Chữ V kép này ở đâu? Đúng rồi. Chữ M này ở đâu? Chữ S gì này, su su đấy, S gì su su đấy. Đúng rồi. Ôi. Sao như vậy? Chữ đây là ở đây này, nó không thấy à? Ơ này nó thấy giống nhau không? Đó. Chữ bờ này ở đâu? Bố đấy. Chữ bố đấy. Bố kìa, chữ mẹ. À, chữ mẹ. Chữ bố. Đúng rồi, bố. Ở đâu con yêu? Đúng rồi. Chữ đây ở đâu? Đây rồi. Đây rồi. Chữ này ở đâu? Mấy em đi cánh. Đây rồi. Đây rồi. Chữ này ở đâu? Đây rồi. Đúng rồi. Chữ này ở đâu? Âm đại à? Dài. Đi dài đâu con? Đây. Chữ cờ này ở đâu? Hoàn thành rồi. Dê. Dê tay mẹ ạ. Dê. Phải lấy bảng nữa nhá. Đây. Xếp bảng ở đây đi.